Tuần này, thí sinh của mỗi đội sẽ thể hiện một ca khúc mang đậm dấu ấn riêng của chính huấn luyện viên của họ. Mỗi bài hát là một câu chuyện được kể. Qua đó, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về con người cũng như sự nghiệp ca hát của các vị huấn luyện viên. Và một điều đặc biệt, trong đêm nay sẽ không có thí sinh nào bị loại. Điểm sẽ được cộng dồn cho vòng kế tiếp. Bài này như bay hơi xa quá đó, hát nhưng mà đừng có tát vào mặt người ta đó, chỉ cảm nhận nó là như vậy. Biết rồi, anh cắt ngang lại em chút xíu, anh xin lỗi. Có lẽ em nên mua thuốc uống cho đỡ nhức đầu. Chương trình Ai Sẽ Thành Sao sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ Chủ nhật ngày 20 tháng 5 năm 2018 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào ngày hôm sau, thứ hai, ngày 21 tháng 5 lúc 12 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Quý khán giả có thể xem đầy đủ chương trình qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên Google Play hoặc App Store.